Hello mọi người, lại là Trân đây. Hình như hôm bữa tôi thấy TikTok tôi nhiều bạn thích ăn mấy món Hàn Quốc giá rẻ đó. Thành ra tôi quay lại Busan chi nhánh ở trên đường Nguyễn Thái Học nè. Bên đây chi nhánh không gian mình thấy ok hơn, có một cái giếng trời nhìn nó rất là rộng rãi mọi người. Về Banchan thì mình thích kim chi và cá khô. Nó nhỏ nhỏ, dai dai, cay cay, ăn đã lắm mọi người. À không phải dai, nghĩa là giòn giòn, cay cay á mọi người. Với lại kêu thêm một soda chanh. Nghe một cái là tụi mình ghé đây lúc khoảng 9 giờ mấy, quán chuẩn bị dọn dẹp bớt rồi tụi tôi vô ngồi đến gần khoảng 10 giờ kém mới ra. Tội lỗi dễ sợ. Bé em mình thì ăn mì tương đen, nó đang trộn mọi người thấy có vẻ nó ăn cũng khá ngon miệng vừa ý. Còn mình thì kêu một phần chả cá hai xiên như thế này 30.000, có điều chả cá hơn bở nha. Nước canh húp cũng tạm tạm ấm bụng. Mình kêu là gà rán bánh gạo súp mật ong nhưng lại không thấy bánh gạo đâu hết. Được cái gà khá giòn. Có dùng một khăn lạnh hết 154k. Hết clip rồi. Bye bye. Follow tôi đi mấy bà.